Xin chào các bác và anh em nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong những video test loa, test bộ dàn. Và đây cũng là một bộ sản phẩm bên em chuẩn bị đi bàn giao cho khách. Với chiếc đẩy X7 DAC kết hợp cùng với cặp loa W938. Và trong cái bộ combo này thì các khách hàng cũng có mua thêm một cặp một chiếc loa siêu trầm. Với phiên bản Leader 12 cộng thì đây cũng là một trong số ít những dòng loa trầm Bass 30 có thể cân đối được cùng với những chiếc loa, những cặp loa thùng Bass 40. Và hiện tại thì với mức giá là 3.500.000 đồng thì đây là một trong những cái sản phẩm cực kỳ tốt, cực kỳ đáng mua. Tại vì cái công dụng của nó sẽ rất là đa dạng, có thể chơi được nhạc nhẹ, nhạc vàng, rồi hát karaoke hay. Và thậm chí là chúng ta sẽ dùng với những cái đôi loa công suất lớn mà cái công suất của nó cũng như là khả năng hoạt động nó sẽ không bị lép so với những cặp loa công suất lớn, tiếng bass sâu mạnh, kích thước đẹp. Và 3.500.000 đồng con này thì quá hời, quá rẻ luôn. Và trên bộ sản phẩm của chúng ta đang có là chiếc đẩy X7 DAC, là một dòng sản phẩm đẩy liền vang hết sức thông dụng. Và có thể nói là cái độ lan tỏa của X7 nó sẽ đang rất là lớn. Và hiện tại là các bác đã sử dụng cũng như là đã tìm hiểu về sản phẩm này đều có được một cái góc nhìn nó rất là ok về cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà cái hiệu quả sử dụng nó rất là cao, khi sản phẩm có thể tích hợp được rất là nhiều những cái tính năng của những chiếc vang một chỗ hay, echo ngọt ngào, chức năng của những chiếc nâng tiếng là có thể kích được những cái giải tần bass trung chép lên, rồi những cái tính năng như là kết nối bluetooth rồi USB cổng quang và cắt được loa siêu trầm, có bộ giải mã mà giá chỉ với 7.000.000 đồng chúng ta lại còn được một thiết bị mà có một mức công suất rất là khỏe, có thể chơi được hai đôi loa, mỗi một kênh là 1000W, dòng này dòng hai kênh là có thể đưa ra được 4 cầu loa, chúng ta chơi hai đôi loa đường kính bass 25-30 thoải mái luôn. Và bộ mic không dây tặng kèm W9, đây là cái sản phẩm mà khi bên em đưa ra thị trường cũng như là ghép vào những bộ dàn combo karaoke cũng đạt được nhiều cái sự tò mò cũng như là dấu chấm hỏi của các bác khách hàng, cũng không biết là cái sản phẩm này nó có phù hợp hay không, có đủ độ chất hay không mà lại mang đi tặng một sản phẩm có chất lượng thì sợ rằng là sẽ không đủ kinh phí cho bên em. Nhưng mà thực sự đây là cái phần hỗ trợ của hãng đang được đưa ra và chúng ta đang được đón nhận một cái sản phẩm rất là tốt khi phối hợp với các bộ dàn, bộ mic không dây W9 này hát rất là hay, tiếng cực kỳ ấm, độ bền cao và minh chứng bằng rất rất nhiều những combo đã đưa đi và những video bên em test hàng để cho chúng ta cảm nhận rồi. Còn ở đây thì nhân vật chính là cặp loa W938, trong cái thời gian vừa qua cũng đã đón nhận được rất là nhiều những cái đơn hàng bởi sự mạnh mẽ, cơ bắp cũng như là mức công suất. Và đặc biệt là con này có một cái giá trị thẩm mỹ rất là cao, khi chúng ta mang về trưng bày trong không gian phòng khách thì nó sẽ rất là nổi bật với màu đỏ vân gỗ. Mặt trước là nền đen, tất cả các mặt loa đều được sử dụng những cái gông loa màu vàng như thế này, cực kỳ đẹp. Trên phiên bản này là một trong những cái phiên bản mà hỗ trợ karaoke tốt nhất trong cái phân khúc với bass 40, tại vì con này nó có tận 4 loa chung, 2 chung trầm, hỗ trợ thêm về cái phần âm chung nhưng mà nằm ở phía dưới phần trầm. Ví dụ như những cái bác nào mà giọng dày một chút, giọng bass một chút thì mới cảm nhận được cái cảm giác khi đưa qua cặp loa này, phần trung cao nữa và một con chép kèn rất là gấu sẽ mức tạo cho chúng ta có được một cái sự lan tỏa, một cái độ phóng, độ phủ âm thanh ở trong không gian nghe nhạc. W938 thì cho chúng ta khai thác ở ngưỡng công suất từ 500 cho đến 700W, cực đại là 700W và những không gian 670m2. Cặp loa này đã chơi rất là tốt và đã được bên em kiểm nghiệm ở rất là nhiều những không gian của nhà các bác khách hàng rồi. Nghe nhạc thì đối với loa thùng thì là cũng là thuộc trong một trong những cái dòng nghe nhạc vàng đỉnh cao. Các bác luôn luôn săn đón những cái dòng loa thùng cũ nội địa của Nhật, rồi những cái dòng loa bãi Mỹ và Anh. Nhưng thực sự là những cái dòng loa đấy chỉ nghe nhạc được thôi, không thể có một cái dòng loa thùng bãi nào
và có thể hát được karaoke. Còn bây giờ chúng ta đang được khai thác, được hưởng thụ những cái tính năng cơ bản, và chúng ta sẽ không cần thiết phải đầu tư nhiều, cũng như là phải mất công mua nhiều loại loa để chúng ta sử dụng trong không gian nữa. Với đôi loa này, chúng ta có thể khai thác được nhiều yếu tố, nhiều khả năng trình diễn, nhạc vàng, nhạc nhẹ, nhạc remix, nhạc điện tử, rồi hát karaoke, hát nhạc mạnh. Tất cả đều chúng ta gói gọn ở trên cặp loa VK938. Và giá của cặp loa này là 13.500.000 đồng, và tổng chọn bộ cấu hình là 23 triệu. Các bác được tặng 40 không dây miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt ở cái khoảng cách gần dưới 60 km vuông. Thì tất cả những cái đấy là những cái phần ưu đãi, và nhất là trong những cái dịp đầu năm như thế này thì các bác ủng hộ bên em cũng là một cái vấn đề rất là quý rồi. Nên bên em sẽ tìm mọi cách để tạo được cho chúng ta được một cái sự lợi thế cũng như là ưu đãi, mức chi phí giảm được tối đa. Thế thì chúng ta mới có yên tâm để chúng ta có một cái tâm lý thoải mái, chúng ta nghe nhạc, chơi nhạc và hát karaoke. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần test loa, test nhạc và test những bản karaoke. Thì tiện đây thì em sẽ bật một bản nhạc vàng lên để chúng ta vừa nghe được cái phần nhạc và chúng ta vừa nghe được phần hát karaoke. Và bài hát này thì chính do em thể hiện. Xin mời tất cả các bác đang theo dõi video này cùng lắng nghe. Và các bác có nhu cầu mua sắm thì có thể ghé qua bên em 133 phố Trường Long Biên, Hà Nội để test trực tiếp, thực tế. Còn nếu ở xa thì bên em sẽ gửi những video test dạng như thế này để chúng ta nghe một lần nữa chất âm. Sau đấy nếu chốt đơn thì bên em sẽ tiến hành căn chỉnh từ đầu đến cuối, ok nhất, đơn giản nhất, để chúng ta về chúng ta làm như thế nào để chúng ta phối ghép vào. Chúng ta chỉ việc bật thiết bị lên, tăng giảm âm lượng và chúng ta chơi thôi. Ruộng lúa xanh xanh thắm
đã thả lời ca ấp ủ.